là linh mục Phêrô Trương Vĩnh Trị và các anh chị trong giáo xứ Thánh Giuse. Xin kính chào quý khán giả. Phúc âm tuần này thuộc lại rằng, bây giờ Chúa Giêsu được Thánh Thần dẫn vào hoang địa để chịu cám dỗ. Người ăn chay ròng rã 40 đêm ngày và sau đó người thấy đói. Bây giờ tên cám dỗ đến gần người và nói: "Nếu ông là con Thiên Chúa thì truyền cho những hòn đá này hóa bánh đi." Nhưng người đáp: "Đã có lời chép rằng Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh nhưng còn nhờ mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Sau đó quỷ đem người đến thành thánh và đặt người trên nóc đền thờ, rồi nói với người, Nếu ông là con Thiên Chúa thì gieo mình xuống đi, vì đã có lời chép rằng, Thiên Chúa sẽ truyền cho Thiên Sứ lo cho ông, và Thiên Sứ sẽ đỡ nâng ông khỏi vấp chân vào đá. Chúa Giêsu đáp, nhưng cũng đã có lời chép rằng, Ngươi chớ thử thách Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Quỷ lại đem người lên một ngọn núi rất cao và chỉ cho người thấy tất cả các nước thế gian và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy và bảo rằng tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó nếu ông sắp mình bái lại tôi. Chúa Giêsu nói: Sa-tan kia hãy cút đi vì đã có lời chép rằng ngươi phải bái lại Chúa là Thiên Chúa của ngươi và phải thờ phượng một mình người mà thôi. Thế rồi quỷ bỏ người mà đi và có các sứ thần tiến đến hầu hạ người. Tuần này theo lịch phụng vụ công giáo chúng ta bắt đầu tuần lễ thứ nhất của mùa chay. Trong khoảng thời gian của mùa chay, chúng ta chú tâm ăn chay cầu nguyện và sám hối tội lỗi của bản thân mình. Đây là khoảng thời gian để giúp chúng ta quyết tâm sửa đổi tính hư nết xấu, quyết tâm tránh xa con đường tội lỗi để sống tốt lành thánh thiện theo phúc âm của Chúa Giêsu. Và trong khoảng thời gian của mùa chay, giáo hội cũng muốn nhắc nhở chúng ta về sự nguy hại của cám dỗ. Ma quỷ không bao giờ muốn chúng ta trở nên tốt cho nên ma quỷ luôn cám dỗ chúng ta luôn tìm cách để quyến rũ và lôi kéo chúng ta rơi vào tội lỗi cám dỗ là sự quyến rũ và lôi kéo con người vào tội lỗi cho nên từ trong bản chất của nó cám dỗ là xấu hơn nữa cám dỗ là do ma quỷ gây ra và ma quỷ là cội rễ của mọi sự ác và sự dữ trên thế gian này cho nên bất cứ những điều gì ma quỷ làm đều mang tính xấu. Chúng dùng mọi hình thức và mọi thủ đoạn để quyến rũ và lôi kéo con người vào tội lỗi. Cho nên chúng ta cần phải tránh xa mọi hình thức của cám dỗ và phải luôn chống trả khi bị cám dỗ. Khi Chúa Giêsu thi hành công cuộc cứu chuộc nhân loại, ma quỷ đã dùng những cám dỗ để ngăn cản và gây khó khăn, bởi vì nó không muốn con người được cứu chuộc. Trong bài phúc âm mà chúng ta vừa nghe, Ma quỷ đã dùng đủ mọi cách để cám dỗ Chúa Giêsu, nhưng Chúa Giêsu đã vượt qua tất cả những cám dỗ và đã chiến thắng. Và Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta những bài học rất quý báu để giúp chúng ta ngày nay chiến thắng khi phải đối diện với cám dỗ. Điều thứ nhất mà chúng ta cần phải ghi nhớ là cám dỗ thì lúc nào cũng mang tính xấu. Nhưng người bị cám dỗ thì không có nghĩa người đó là người xấu bởi vì người đó có thể chống trả và không sa ngã. Ví dụ như trong phúc âm chúng ta vừa thấy Chúa Giêsu bị cám dỗ, nhưng Chúa Giêsu đã chống trả và đã chiến thắng các cơn cám dỗ. Cho nên chúng ta cần phải cẩn thận phân biệt, khi một người anh chị em gặp phải cơn cám dỗ, chúng ta cầu xin ơn Chúa giúp người anh chị em của chúng ta đứng vững trong đức tin, đứng vững trong quan niệm và lập trường đạo đức của mình. Bởi vì người anh chị em của chúng ta là người con của Thiên Chúa là người mang hình ảnh tốt lành của thiên chúa điều thứ hai là chúng ta cần nhận ra rằng ma quỷ mới thật sự là kẻ gây ra cám dỗ còn những người anh em của chúng ta là những người bị ma quỷ lợi dụng để làm công cụ cho nó có thể trong lúc yếu đuối trong lúc lỡ lầm trong lúc mê mụi trong lúc ích kỷ trong lúc tham lam hoặc trong lúc bực tức mà người anh chị em đã bị ma quỷ lợi dụng để trở nên công cụ cám dỗ và lôi kéo người khác vào tội lỗi. Cho nên chúng ta hãy cầu nguyện và giúp cho họ nhận ra nẻo chính đường ngay mà bước theo Chúa chứ đừng theo ma quỷ nữa. Điều thứ ba là khi chúng ta đối diện với cám dỗ, bí quyết để giúp chúng ta chiến thắng được các cơn cám dỗ đó chính là lời của Chúa. Chúng ta vừa nghe thấy khi ma quỷ cám dỗ Chúa Giêsu lần thứ nhất Chúng nói với Chúa Giêsu rằng: "Ông hãy biến những hòn đá này thành bánh để ăn đi." Và Chúa Giêsu đã bình thản đáp lại bằng lời của Chúa trong sách Đệ Nhị Luật, chương 8 câu 3 rằng: "Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra." Và Chúa Giêsu đã chiến thắng. Lần thứ hai khi ma quỷ đưa Chúa Giêsu lên thành thánh và đặt người trên nóc đền thờ rồi nói với người: "Nếu ông là con Thiên Chúa thì gieo mình xuống đi, vì đã có lời chép rằng Thiên Chúa sẽ truyền cho sứ, sứ thần lo cho ông và thiên sứ sẽ đỡ nâng ông khỏi vấp chân vào đá. Chúa Giêsu đáp lại bằng lời Chúa trong sách đệ nhị luật chương 6 câu 16 rằng Ngươi chớ thử thách Chúa là Thiên Chúa của ngươi và Chúa Giêsu đã chiến thắng. Lần thứ ba khi ma quỷ đưa Chúa Giêsu lên một ngọn núi rất cao và chỉ cho người thấy tất cả các nước thế gian và vinh hoa lợi lộc của người ấy và bảo rằng tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó nếu ông sắp mình bái lại tôi. Chúa Giêsu đã đáp lại bằng lời Chúa trong sách đệ nhị luật chương 6 câu 13 rằng Satan kia hãy cút đi vì đã có lời chép rằng ngươi phải bái lại Chúa là Thiên Chúa của ngươi và phải thờ phượng một mình người mà thôi. Chúa Giêsu một lần nữa đã chiến thắng và ma quỷ đã rút lui. Mỗi khi ma quỷ cám dỗ Chúa Giêsu, Chúa đều dùng lời của Chúa để chống trả và cứ mỗi lần như vậy Chúa đã chiến thắng và đó là bí quyết để giúp cho chúng ta ngày nay chiến thắng các cơn cám dỗ khi bản thân của chúng ta bị cám dỗ hay khi một người thân trong gia đình hoặc bạn bè bị cám dỗ chúng ta hãy cố gắng ghi nhớ lời của Chúa và sống theo lời của Chúa thì chúng ta sẽ chiến thắng và ma quỷ sẽ bị thua một trong những điều đáng tiếc là chúng ta chưa có lòng trân quý và yêu mến lời của chúa một cách thấm thiết chúng ta thiếu sức mạnh thiêng liêng của lời chúa trong tâm hồn mình cho nên khi chúng ta bị ma quỷ cám dỗ chúng ta không đủ nghị lực để chống trả và chiến thắng vì thế bắt đầu mùa chay này chúng ta hãy cố gắng đọc kinh thánh và khi tham dự thánh lễ chúng ta hãy cố gắng lắng nghe lời của chúa một cách chú tâm hơn lời chúa là sức mạnh thiêng liêng giúp chúng ta chiến thắng các cơn cám dỗ cho nên chúng ta hãy tập thói quen tốt là ghi nhớ lời chúa trong tâm trí mình ít nhất là mỗi tuần lễ khi chúng ta đến nhà thờ tham dự thánh lễ chúng ta hãy ghi nhớ bài phúc âm của tuần đó và trong tuần chúng ta ôn lại và đem ra áp dụng vào cuộc sống hàng ngày khi chúng ta có lời chúa hiện diện trong tâm hồn và trong cuộc sống thì bất cứ lúc nào cơn cám dỗ đến chúng ta cũng sẵn sàng chống trả và sẽ chiến thắng. Chúa Giêsu đã chiến thắng các cơn cám dỗ bằng chính lời của Chúa, thì ngày nay chúng ta cũng sẽ chiến thắng các cơn cám dỗ bằng chính lời của Chúa. Và cũng giống như xưa sau khi chiến thắng các cơn cám dỗ thì các thiên thần đến hầu hạ Chúa Giêsu. Ngày nay cũng vậy, khi chúng ta chiến thắng các cơn cám dỗ ở trần thế này, chúng ta sẽ có được niềm vui, hạnh phúc cùng hiệp thông với các thiên thần và các thánh ở trên nước thiên đàng. Chương trình phúc âm hàng tuần từ giáo sứ thánh Giuse đến đây đã kết thúc. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới cũng vào giờ này. Quý vị có thể xem lại chương trình này trên mạng tại giáo sứ thánh Giuse. Docnet. Thân ái kính chào quý vị và xin thiên chúa chúc lành cho mọi người chúng ta.